Xin chào các anh đến với video số 310 của kênh Đồ Câu Toko Savan nhé. Clip sáng nay em gửi đến cho mình có cần iso dây trong này, cần tay ha, và có hai cây cần lục phíp rút nha mấy anh, chiều dài 3m9 và 4m rưỡi nha, để thân to cho mình nha. Anh nào mà thích thân to thì cây đó khá ok ạ. Có vài cây cần lua đứng này, cần câu ngâm, và cuối clip có một cây cần săn tra nha mấy anh. Chiều dài 3m15 và cái phôi của nó là phôi carbon xoắn hai da dày dặn cho mình ạ, dàn khoen là Fuji loại xứ xích chân gòn đẹp khen nha. Em có một cây cần rút mini chiều dài 1m8 cứng 10 cho mình luôn nha, cho mình để câu cảm giác ạ. Đấy, vài phụ kiện luôn ạ. Hôm nay thì em có thêm một cái túi này nha mấy anh. Cái túi này thì dùng để là đựng cần nha, và đây là túi chống sốc nha mấy anh, chiều dài 1m4 nha, mình đựng cần hai khúc tầm khoảng là 2m7 nha, 2m7 đổ về ạ. Khá là ok, đựng cần tay thì cũng được nhiều, khá là 3-4 cây ạ. Xin phép lên phụ kiện trước nhé. Phụ kiện mã số 1 thì em gửi đến anh đó là cái túi chống sốc này luôn đi nha. Cái túi này thì chiều dài của nó là 1m4 nha anh, 1m4, và cái lớp chống sốc này dùng để cho mình cho nó êm ái cây cần nha, không có bị trầy xước hay là dập gãy nha mấy anh, hạn chế cái sự dập gãy của cần nha. Và cái túi này là đến từ hãng Daiwa nha mấy anh, đến từ hãng Daiwa cho mình luôn nè. Túi thì đẹp keng nha, đấy cái lớp da này nhìn khá là đẹp cho mình luôn nè. Đường may thì chắc chắn nha, để không có chỉ thừa gì đâu ạ. Đấy, rất là dày dặn nha, sờ vào cảm giác rất là mềm, rất là êm cho mình luôn nha, để tránh tình trạng nha va đập cần ha, nó sẽ hạn chế dập gãy cần nha mấy anh. Đấy, trầy xước này khá là ok. Và cái túi này thì sẽ đựng được một cây cần mái nha, nếu như cần tay thì tầm khoảng là 3-4 cây luôn nha mấy anh, 3-4 cây luôn nha, vô tư à. Đấy, cái túi này chiều dài là 1m4 nha, 1m4. Cái túi mã số 1 em bán với giá là 99k cho cái túi này nha, mã số 1 99k. Mã số 2 thì em gửi đến anh đó là cái này là cái lưỡi ba tiêu lớn. Lưỡi ba tiêu lớn thì em ghép combo gồm 3 gói, mỗi gói là 8 lưỡi thì tổng thể là 24 lưỡi nha. Lưỡi rất là to luôn nha, có ngạnh sắc bén và có cái đầu bo tròn cho mình luôn ạ. Có đầu bo tròn nha. Đây. Đây ạ. Cái loại này thì nó có ngạnh sắc bén và có đầu bo tròn này. Đấy, ngạnh sắc bén, thân rất là dày dặn luôn nha. Đây em để lên ô ly tập cho mình xem cái độ lớn của nó nha. Cái bề ngang của nó tầm khoảng là 3 ô ly tập nha, 4 ô luôn, 4 ô, và bề dài của nó tầm khoảng là 5 ô. Và nếu như nó nằm ở trong cái một cái ô này thì nó vỏn vẹn là 3 ô vuông nha, 3 ô vuông. Đấy, combo mã số 2 24 lưỡi câu ba tiêu nha. Em bán với giá là 120k cho 24 lưỡi này nha anh, tính ra rất là rẻ luôn nha, rẻ hơn những chỗ khác bán nha nha. Rất là dày dặn và chắc chắn nha. Cái loại này khách phản hồi rất là tốt luôn nha mấy anh, nhạy cá và có sảy cá ạ. Mã số 2 120k. Mã số 3 thì em gửi đến mấy anh đó là thẻo câu cá bóng đục nha. Ngoài câu cá bóng đục thì mình còn câu trê vẫn được ạ. Cái bề ngang của cái lưỡi là 5 ly và bề dài của nó tầm khoảng là 1 ô rưỡi nha. Em ghép combo gồm 15 dĩ và mỗi dĩ của nó là hai thẻo, mỗi thẻo 3 lưỡi, thẻo nhỏ nhưng mà vẫn có ngạnh sắc bén nha. Đấy, combo này thì này là lưỡi số 7 nha mấy anh. Em bán với giá là 100k cho 15 dĩ như này nha. Xài được rất là lâu nha mấy anh. Mua một lần xài được rất là lâu, rất là ngợi nha. Đấy, đỡ hơn mình mua lắc nhắc về xài. Này. Mã số 3 100k cho 15 dĩ như này nha. Mã số 3 100k, mã 3. Mã số 3 thì em gửi đến anh đó là lưỡi PVLC nha, lưỡi săn hàng đánh bắt cá lớn. Em ghép combo gồm 3 size số 10, 11 và 12 nha. Size số 10 thì tầm khoảng là 3 ô rưỡi tập và size số 11 4 ô và size số 12 là 4 ô rưỡi nha. Lưỡi có đầu bo tròn và có ngạnh sắc bén, thân lưỡi dày dặn nha, dùng để câu tra, câu chim, câu sông, hồ dịch vụ đều được nha, để săn hàng cá lớn nha mấy anh. Đấy, lưỡi có đầu bo tròn nha, một combo như này hơn 300 lưỡi nha, rất là nhiều luôn nha mấy anh. Mình câu không hết thì mình chia cho anh em bạn bè đi chung xài vẫn được luôn, mua một lần xài được rất là lâu luôn nha. Đấy, lưỡi PVLC, lưỡi săn hàng đánh bắt cá lớn, câu biển, câu hồ dịch vụ, câu tra. Đấy, 3 size nha, gồm 3 size lưỡi 10, 11 và 12, combo mã số 3, em bán với giá là 100k nha, mã số 3 100k cho cái loại lưỡi này ạ, à, mã số 3. 4 thì em gửi đến anh đó là thẻo câu bè mini nha, câu cá tráp, cá hành, cá đói, cá gì ạ. Cái thẻo này thì em ghép combo gồm 20 dĩ và 20 dĩ đó tương đương với 20 thẻo nha, và thẻo chùm 10 lưỡi nha mấy anh, thẻo chùm 10 lưỡi cho mình ạ. Cái loại này là lưỡi số 4 nha, lưỡi nhỏ nhưng mà vẫn có ngạnh sắc bén cho mình luôn ạ. Đấy, mình về mình bắt đầu câu thôi, phải có tóm dây gì hết nha mấy anh. Combo mã số 4 mà 20 thẻo như này nhé, em bán với giá là 100k, mã số 4 100k cho cái thẻo câu bè mini, câu cá tráp, cá hành, cá đối, cá dìa, cá bầy nha mấy anh. Mã số 4 100k. Mã số 5 thì em gửi đến anh đó là cước Sufix đường kính 0.35mm ạ, à, tại cá 10kg cho mình luôn. Cái loại này tương đương với size cước số 5 nha.
Đấy, mỗi một cuộn là 100m thì em ghép combo 3 cuộn lại với nhau là 300m nối liền không có cắt rời ra đâu ạ. À. Đấy, mình xài tới đâu mình cắt tới đó cho nó tiện nha. Combo này thì em ghép gồm 300m dây ạ. À. Em bán với giá là 100k. Mã số 5 100k cho 300m dây này nhá, tại cả 10 kg. Mã số 6. Số 6 thì em gồm có cước su fit đường kính 0.45mm tại cả 16 kg, tương đương với size cước số 7 nha mấy anh, size cước số 7. Cho loại này nó có cái màu xanh rêu như này nha. Đấy, em ghép gồm 3 cuộn là 300m với nhau luôn, 300m luôn nha, nói liền không có cắt rời. Em bán với giá là 100k luôn ạ. À. Mã số 6 100k cho 300m dây này nha, mã số 6 ạ. À. 7 thì em gửi đến anh đó là cước lụa Axo nha. Cái loại này đường kính 0.35mm, tương đương với size số 5 nha. Cái loại này chất lượng rất là vượt trội nha mấy anh. Đấy, tải cá tầm khoảng cao 6 kg 3, 8 kg 3 cho mình nha. Và mỗi một cuộn như này là 600m nha, 600m. Loại này rất là mịn nha mấy anh, rất là mịn. Đấy, dẻo dai, chống xoắn dây và chống mài mòn dây cho mình luôn. Loại này chất lượng hơn những loại cước khác rất là nhiều luôn nha. Đấy, anh nào mà đã từng đi câu cái loại cước lụa thì sẽ biết ha, rất là ok luôn ạ. À. Cái combo mã số 7 à, một cái cuộn cước lụa như này nha, em bán với giá là 199k cho 600m dây này nha, 199k nha. Hàng này hàng nội địa Nhật nha mấy anh. Made in Japan cho mình luôn nha, mã số 7 ạ. À. Mã số 7 ạ. À. Mã số 8 thì em gửi đến anh đó là cước Toto nha. Đây, nó có cái tem chống hàng giả cho mình luôn, đường kính là 0.22mm à, tại cả 5 kg 4. Và mỗi một cuộn như này là 150m thì em ghép combo 2 cuộn là 300m nha. Tính từ hãng Bassa, hãng lớn, cái loại này mình để câu lua cũng khá là ok. Em bán với giá là 120k cho hai cái cuộn này nhé, 120k. Mã số 8 mà 120k cho hai cuộn này ạ, à, mã 8. Mã số 9. Mã số 9 thì em có một cái loại cước Mỹ đi ạ. À. Cước Mỹ này nó có đường kính là 0.4mm à, tại cá tầm khoảng là 17.5kg. Mỗi một cuộn như này là 150m nha. Và cái loại này thì nó có cái màu đỏ như này nha mấy anh, màu đỏ nâu. Đấy, mã số 9 ạ, à, mã số 9 nha. Em bán với giá là 120k cho hai cuộn như này nhá. Đấy, tại cá tầm khoảng là 17.5kg nha, 300m dây ạ. À. Mã số 10 thì em gửi đến anh đó là cước Mỹ đường kính 0.45 tại cá tầm khoảng 21-22 kg. Mỗi một cuộn như này là 130m thì em ghép combo 2 cuộn lại với nhau là 260, đến từ hãng Bassa luôn, cũng loại như này nha. Nhưng mà tải cá rất là to luôn nha mấy anh, thường thường đa số cái loại 0.45 người ta chỉ tải cá tới 16 kg thôi. Nhưng mà loại này rất là chắc chắn luôn, tải cá tới 21-22 kg. Mã số 10 260m dây như này em bán với giá là 130k, mã 10 130k, mã 10. Hết phụ kiện rồi em qua máy nha mấy anh. Con máy mã số 1 thì em gửi đến anh đó là một con máy đuôi chuột nha. Con máy này nó có tên là Kaida. Xây thực của nó là 4.000 nha, cối là hợp kim, thân là carbon. Và máy tại chạy 8 mặt đạn cho mình luôn nè, máy chạy 8 mặt đạn ha. Con này thì vào cước số ratio 5.2 nè, vào cước 0.25 là được 215m, 0.3 là 150m nha. Cái phôi của nó cầm khá là dày dặn nha mấy anh, rất là chắc tay cho mình luôn nha. Đấy, mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con, cối hợp kim nha. Đấy, cần gạt, con lăng ạ, đổi tay quay trái phải đều được nha. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình luôn, hoạt động máy đây ạ. Máy chạy nhẹ nhàng nha, có thắng ABS cho mình luôn nha mấy anh. Đảo chiều này. Đấy. Con máy này nó có chế độ xả nhanh nha mấy anh, có chế độ xả nhanh cho mình luôn nha. Đấy. Và mua con máy này kèm theo được một cái cối nữa, đó là cối carbon nha. Đây. Con máy này là con máy cối hợp kim nè, thân carbon và tay quay dạng kim loại rất là chắc chắn. Bây giờ kèm theo một cái cối carbon nữa. Đấy, cho mình để đi câu biển nha, đỡ bị oxy hóa muối biển ha. Con máy mã số 1 và em bán với giá là 350k thôi nha mấy anh. 350k, mã số 1 350k. Mã số 2 thì em gửi đến anh đó là một con máy này đây ạ. À. Con máy Yumoshi, xây thực 7.000 nha. Đấy, cối hợp kim, thân là carbon luôn nè, 7.000 nha, ratio 5.2 nha mấy anh. Vào cước 0.35 là được 350m, 0.4 207 và 0.45 là 201 nha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con ạ, à, cần gạt, con lăn, đổi tay quay trái phải đều được, chốt chặn đảo chiều đầy đủ, hoạt động máy đây ạ. À. Máy hoạt động ok nè. Đấy, đảo chiều. Máy chạy nhẹ tên này nha mấy anh, không có bị nặng nề gì đâu ạ, à, chốt chặn. Con máy này nó có dạng tay quay dạng gập luôn, rất là gọn gàng cho mình luôn ha. Con máy mã số 2 hoạt động tốt, xây thực 7.000, em bán với giá là 190k cho con máy này nha. 190k, mã số 2 190. Mã số 3 thì em gửi đến anh đó là một con máy này đây ạ. À. Con máy này là con máy Gold 7.000, xây thực 7.000 nha, cối hợp kim, thân là carbon luôn. Ratio 5.2 ạ. À.
vào cứ 0.35 là được 300m, 0.4 240 và 0.45 là 190 nhé. Mô pin sóng tiếng kêu lưỡi già còn ạ, cần gạt. Con lăn đổi tay quay trái phải đều được nha. Con này con ngâm lăn C đánh lục săn hàng đều được nha mấy anh. Khá là ok. Máy chạy mượt mà luôn. Chốt chặn. Đảo chiều ạ. Con máy mã số anh, mã số 3 hoạt động tốt, xây thực 7.000 em bán với giá là 290k nha. 290k cho con máy này ạ, mã số 3 290k. Mã số 4 ạ. Mã số 4 thì em gửi đến anh đó là một con máy này chuyên lua nha. Và con máy này là con máy cối nông nha mấy anh. Thiết kế tay quay độc lạ và tay quay đôi nha. Con máy tên là Takumi, xây thực 2.500, máy chạy 5 bạc đạn cho mình nha. Máy chạy 5 bạc đạn đây ạ. Đây. Cỏi là hợp kim này, tiếng lưỡi gà nghe rất là thanh luôn nha mấy anh, rất là thanh. Con này vào cước 0.17 là được 160m, 0.19 145 và 0.24 là 115m nha. Radio 5.2 nha, con này lua mượt mà cho mình nha. Mô pin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nè, cần gạt. Con lăn ạ, đổi tay quay trái phải đều được nha. Chốt chặn đảo chiều đầy đủ ạ. Máy chạy nhẹ tên nha mấy anh, máy chạy nhẹ tên. Có thắng ABS cho mình luôn, con này có thắng ABS. Máy chạy rất là nhẹ nhàng luôn, rất là êm ái. À, và con máy này thì em có vào một cái ít dù cho mình luôn nha. Dù này là dù mới nha mấy anh, không phải dù đã qua sử dụng đâu ạ. Để tặng một ít dù cho mình xài luôn nha. Để về mình khỏi phải vào ha. Con máy mã số 4. Con máy mã số 4 em bán với giá là 550k, mã số 4 550k, mã 4 ạ. Rồi em hết máy rồi em qua cần nha. Cây cần mã số 1 thì em gửi đến anh đó là một cây cần rút mini phôi carbon nha mấy anh, phôi carbon. Bát là bát Fuji, bát vặn cho mình luôn nha. Vàng khoen Fuji loại xứ xám, bo tròn chống xoắn dây và chống mài mòn dây cho mình luôn ạ. Và cây này nó có chiều dài là 1m8 nha. Độ cứng 10 cho mình ha, câu cảm giác ạ. Cây này thì nó là hàng Korea xuất Nhật nha. Để đến từ hãng Alpha Techco cho mình luôn, Alpha Techco nha mấy anh, hãng Alpha Techco nha. Phôi carbon xoắn toàn thân cho mình ạ. Cây này thì nó có cái trọng lượng là 107g và ngọn 1.2 nha, ngọn 1.2. Đây em ra cần cho mình xem đi nhé, ngọn cần 1.2 nha mấy anh. Đây, màu phôi ha. Phôi carbon xoắn cho mình luôn nè, xoắn toàn thân nha, ngọn là ngọn sợi thủy tinh cho mình nha, ngọn sợi thủy tinh nè. Phôi đẹp luôn nha, đẹp keng cho mình nè. Cây cần mã số 1 và em bán với giá là 550k cho cây cần này nhé. Mã số 1 550k. Mã 1 ạ, một cây cần đến từ hãng Alpha Techco, chiều dài 1m8 cứng 10 nha, 550k cho cây cần mã số 1 này ạ. Mã số 2 ạ. Mã số 2 thì em gửi đến anh đó là một cây cần lục nha, một cây cần lục phíp mà. Cây này chiều dài 3m9 nha. Đường kính lóng góc của nó là tầm khoảng là 29mm nha mấy anh, 29mm ạ. Đây. Và cây này nó có cái bát là bát gập FX7 cho mình. Vàng khoen đây. Khoen cái là khoen loại sứ trắng và tất cả khoen còn lại là khoen loại sứ đen cho mình luôn nha. Cây này nó có trọng lượng là 439g, ngọn 3.1 và cây này thu gọn 79cm nha, 79cm cho mình. Đây em ra cần cho mình xem luôn nhé, ngọn cần đây ạ. À. Mấy cây cần lục phíp này xài cũng khá là ok nha mấy anh, độ cứng cũng còn và độ nảy cũng khá là ok, dẻo dai ha. Đa số mấy cây phíp thì nó sẽ dẻo dai cho mình. Cây này thì ngoại hình của nó còn tầm khoảng là 80% nha, có vết xước theo thời gian nha mấy anh, để hàng bãi mà. Nên đa số là khó tránh khỏi cái tình trạng này nha. Đấy, cái phôi nó vẫn còn khá là ok à. Đấy, chỉ bị chay xước dâm thôi, do chủ cũ họ xài không có kỹ hết nên là nó sẽ bị chay xước à. Cái cần mã số 2, một cây cần lục phíp nha. Đấy, chiều dài 3m9 nha mấy anh, đến từ hãng Olympic nha, hãng Olympic à. Em bán với giá là 320k cho cây cần này nhé. Mã số 2 320k, mã số 2 à, mã 2. Qua thì em gửi đến anh đó là một cây cần lục nha. Cây này nó có đường kính lóng góc là gần 33mm nha mấy anh. Cây này nó đến từ hãng BG, chiều dài 4m5 ạ. À. Đây, cái bát là bát gập FX7 ha, vàng khoen đây. Khoen chính là cái khoen loại sứ trắng nha, còn tất cả khoen còn lại là khoen loại sứ đen ạ. À. Cây này nó có trọng lượng là 645g, thu gọn 82cm ạ, à, ngọn 3.3 cho mình luôn nha. Đây em ra cần cho mình xem luôn ạ, à, ngọn cần đây nhé. Màu phôi cũng còn khá là ok nha mấy anh, màu phôi khá là ok cho mình luôn nè. Cây cần mã số 3, một cây cần lục 4m5 nha, một cây cần lục rút ạ. À. Em bán với giá là 350k cho cây cần này nhé, 350k, 350 ạ, à, mã số 3. Mã số 4 thì em gửi đến mấy anh đó là một cây cần tay nha, cây cần này chiều dài 5m4 nha, cứng tầm khoảng là 45H ạ. À.
Ngọn của cây cần này là 0.9 ly và chiều trọng lượng của cây cần này là 200 g nha anh, 200 g ạ. À. Đây em ra cần cho mình xem luôn nhé. Để màu phôi còn sáng nha mấy anh, màu phôi còn sáng nè, phôi carbon sẵn cho mình luôn ha. Sẵn. Cây cần mã số 4 ạ, à. Cây cần mã số 4 nha. Chiều dài 4m5, cứng là 45H ạ. À. Em bán với giá là 370k cho cái phôi hàng Korea xuất Nhật này nha mấy anh. Đấy. 370k mã 4. Mã số 5 ạ, à. Mã số 5 thì em gửi đến anh đó là một cây cần tay chiều dài 6m3 đi ạ. À. Cây này phôi là dày dặn cho mình nha, trọng lượng 249g. Và ngọn của nó là 1 ly nha anh, ngọn to. Ngọn to tay cầm dạng carbon nhám cho mình luôn ạ. À. Đây em ra cần cho mình xem luôn nhé. Ngọn cần đây ạ, à. Ngọn 1 ly nha mấy anh, ngọn 1 ly. Phôi đây ạ. À. Màu phôi còn đẹp cho mình luôn nha, độ mới cao không lỗi lầm đâu nha mấy anh, cần ra thẳng không bị võng gì đâu ạ. À. Đấy. Cần ra thẳng không bị võng nha. Cây này thì độ cứng tầm khoảng 4-5H nha, phôi đẹp kê, nhận hàng được kiểm tra hàng nên là mấy anh cứ yên tâm nha. Cây cần mã số 4 mà em bán với giá là cây cần mã số 5 em bán với giá là 568k, 568k mã số 5, 568k. Mã số 6 thì em gửi đến anh đó là một cây cần Herabuna chiều dài 6m3, chiều dài 6m3 nha. Cây này nó có độ cứng là cứng vượt 5H nha, phôi carbon xoắn toàn thân cho mình luôn ạ. À. Ngọn 1 ly 2 và trọng lượng của cây cần này là 225g nha. 225g ạ. À. Tay cầm dạng carbon nhám cho mình luôn nhé. Em ra cần cho mình xem luôn ạ. À. Đây, ngọn cần 1 ly 2, ngọn to cho mình nha. Cứng là cứng tầm khoảng vượt 5H nha mấy anh, vượt 5H. Và màu phôi đẹp sáng bóng cho mình luôn nha. Màu phôi đẹp sáng bóng. Phôi đẹp keng à. Cây này rất là sát cá nha mấy anh, rất là sát cá, lên cá rất là rực rỡ cho mình luôn ạ. À. Đấy, ra thẳng tắp không võng một xíu nào. Và cây này để đi đánh sân hàng nha, cho chép câu dịch vụ hồ tự nhiên sân hàng đều được hết luôn ạ. À. Phôi đẹp keng nha, hàng Korea xuất Nhật, còn túi và nút lại chụp đầy đủ cho mình luôn nha. Cây cần mã số 6 em bán với giá là 1.050.000 cho cây cần này nhé. 1.050.000 mã số 6 ạ. À. Mã số 7 thì em gửi đến anh đó là một cây cần ISO rút ghi trong nha mấy anh. Cây cần này thì nó có chiều dài là 4m8 cứng 1 ạ. À. 4m8 cứng 1 mà có đầy đủ nha. Cây này đến từ hãng NFT cho mình nha, hãng NFT này. Tay cầm dạng carbon nhám, bát Fuji bắt gặp FX6 cho mình, bát Fuji bắt gặp FX6. Màu phôi cũng còn ok này, bị trầy xước dâm theo thời gian thôi. Trọng lượng của cây cần này là 177g và ngọn 2 ly 6 nha. Ngọn 2 ly 6 ạ. Đấy, ngọn 2 ly 6 cho mình nha. Phôi carbon sẵn nha anh, sẵn, sẵn sáng bóng. Cây cần mã số 7 ạ, à, mã số 7 em bán với giá là 750k cho cây cần này nhé. Mã số 7 750k, mã 7 ạ, à, mã 7 750. Chiều dài 4m8 cứng 1 đến từ hãng NFT. Mã số 8 thì em gửi đến anh đó là một cây cần này đây ạ. À. Cây cần này nó có chiều dài là 5m3 cứng 1.5 cho mình luôn nha. Cây này đến từ hãng Daiwa nha mấy anh, đến từ hãng Daiwa. Ngoại hình tổng thể thì còn tầm khoảng là 85% nha, nó có bị trầy xước sơ nha mấy anh, trầy xước sơ. À, hàng Thái Lan xuất Nhật, tem vàng còn đầy đủ ạ. À. Hàng Thái Lan xuất Nhật. Cây này nó có trọng lượng là 200g và ngọn 2.9 ly nha. Vàng khoen loại sứ sáng bóng cho mình luôn. Đây em ra cần cho mình xem luôn nhé. Ngọn cần ra thẳng nè. Và cái phôi thì cũng đẹp keng cho mình nha. Cây này cứng 1.5 câu cảm giác cho mình nha. Chiều dài 5m3 đến từ hãng Daiwa nha. Phôi carbon xoắn vân nha mấy anh, sờ vào cảm nhận được cái vân xoắn của nó luôn ạ. À. Khá đẹp nè, đẹp keng cho mình nha. Cây cần mã số 8 ạ, à, một cây cần ISO rút ghi trong đến từ hãng Daiwa, hàng Thái Lan xuất Nhật, 5m3 cứng 1.5. Em bán với giá là 750k cho cây cần này nhé, 750k. Mã số 9 thì em gửi đến anh đó là một cây cần đến từ hãng Shimano nha, Holiday Pin này. À, cây này thì nó có cái bát là bát Fuji, bát vặn. Hàng Korea xuất Nhật, chiều dài 3m6, cứng 80, cứng cao cho mình nha. Cây này đi đánh biển vẫn được nha mấy anh, cứng cao ha. Đấy. Trọng lượng của cây cần này là 295g và ngọn của nó là ngọn 2 ly 7 nha mấy anh. Ngoại hình tổng thể thì còn tầm khoảng là 80% mà nó có bị trầy xước sơ theo thời gian nha, nhưng không đáng kể, cũng không ảnh hưởng gì tới phôi cần đâu nha mấy anh. Đây em ra cần cho mình xem luôn nhé. Đây ạ, à, ngọn cần nha, cũng còn sáng cho mình luôn ha. Màu phôi thì đẹp keng nè. Đấy. Cây cần mã số 9 ạ, à, em bán với giá là 450k cho cây cần này nhé. Mã số 9 450k cho cây cần đến từ hãng Shimano nhé. Đấy.
Chiều dài của nó là 3m6, cứng 80 nha mấy anh, ngoại hình tổng thể thì còn 80% mà 450k thôi à. Chiều dài 3m6, cứng 80. Mà số 10 thì em gửi đến với anh đó là một combo cần lưu máy ngang tay phải, máy post one nha mấy anh, máy đẹp ken cho mình ha, độ mới cao không lỗi lầm. Cây này là cây cần ti láp, chiều dài 2m4, đây lưu mồi từ 8 cho tới 25g, tải cá từ 4 cho tới 7kg luôn nha mấy anh. Dàn khoen bát hãng cho mình ạ, ngọn 2 ly 8 và trọng lượng là 172g nha. Phôi carbon nhám cho mình nha mấy anh, phôi carbon nhám đấy cũng còn khá là ok nè, cái viền vàng gold đẹp ken cho mình luôn nha, trọng lượng 172g ạ. Mấy anh nào vừa tập câu câu giải trí ha, mua mấy cái combo rẻ rẻ như này chơi cũng khá là ok. Con máy thì là máy có radio 7.2 vào cứ 0.23 là được 180m, 0.28 150 và 0.3 là 110m nha. Hoạt động máy đây ạ, đây máy chạy nhẹ tên nha mấy anh, nút cân mồi xả cước đầy đủ hết cho mình luôn nha, và con lăn làm bằng sứ nha mấy anh, chi cước rất là đều cho mình luôn ạ. Combo này đẹp ken nha, màu tông xịt tông vàng đen cho mình ha. Combo mã số 10 em bán với giá là 840k, bao ship cho mình nha, 840k. Mã số 11 thì em gửi đến anh đó là một combo lưu ngang tay phải tay trái nha, cần IK máy đa qua cho mình luôn nha. Đấy, màu phôi đẹp ken cho mình ha. Cây này nó có chiều dài là 1m98, cứng MH nha, và lưu mồi tầm khoảng 12 cho tới 26g, tem vàng còn đầy đủ, tải cá 50kg cho mình luôn ạ. Phôi carbon xoắn hai da toàn thân đẹp ken cho mình, ngọn 2 ly và trọng lượng là 150g cho cái phôi này nha mấy anh, phôi đẹp ken nha. Màu phôi sáng bóng cho mình luôn ạ. Đấy, máy là đến từ hãng Đa Qua còn hợp nha tu, và cần còn túi đầy đủ nha, hở này nguyên zin chưa qua sử dụng gì đâu nha mấy anh. Đấy, máy thì radio là 6.4, trọng lượng 195g, tải cá tầm khoảng là mát 6kg và tải mồi mồi giả và con máy này chạy 4 bạc đạn nha anh, 4 bạc đạn. Đây tay cầm ha, đẹp từ gốc cho tới ngọn luôn nha, máy chạy khỏe re rất là mượt cho mình luôn nha. Đấy, nút cân mồi sibun đầy đủ và con lăn chi cước làm bằng sứ luôn. Combo mã số 11 và em bán với giá là 1.740k nha. Mã số 11 và 1.740k, bao ship 1.740 ạ. Mã số 12 thì em gửi đến anh đó là một cây cần kinh ton, chiều dài 2m4, cứng MH cho mình luôn ạ. Cái phôi của nó rất là dày dặn nha mấy anh, là lên cá rất là rực rỡ ạ. Tải mồi từ 10 cho tới 30g, tải cá 50kg, hàng Korea xuất Nhật cho mình luôn. Đấy, dàn khoen đây, khoen bách hãng nha, loại sứ đen cho mình ha, và khoen lua to. Ngọn 2 ly trọng lượng 143g cho cây cần này nhé, chiều dài là... Cây cần này trọng lượng là 154g nha, em đọc nhầm, 154g, tay cầm dạng cán mút cho mình luôn nha, đẹp ken à. Đấy, cây cần mã số 12 em bán với giá là 750k cho cây cần này nhé, chiều dài 2m4, cứng MH nha mấy anh, 2m4, cứng MH, 750k, phôi carbon, hàng Korea xuất Nhật ạ. Mã số 13 thì em gửi đến anh đó là một cây cần Shimano Edry, nó còn cái túi như này luôn nha anh, và túi này có lớp chống sốc cho mình luôn nha, khá là ok. Phôi carbon xoắn X2 da toàn thân ạ. Ngọn của nó là 1 ly 6 và trọng lượng là 153g. Chiều dài là 2m49 và cứng thực tế là cứng mờ. Dàn khoen đây ạ. Dàn khoen nha mấy anh, đẹp ken nha. Phôi carbon xoắn 2 da nha, toàn thân. Tải mồi từ 7 cho tới 30g, tải cá từ 3 cho tới 6kg nha, made in Japan ạ. Cây này thì nó có cái tay cầm là dạng cán bóng chày nè, và trên đây là cán gỗ bần cho mình luôn nha, bass C14 cộng cho mình luôn ha, đẹp ken. Cây cần mã số 13, một cây cần lua đấy, Shimano Edry, chiều dài 2m49, cứng thực tế cứng mờ nha, em bán với giá là 750k cho cây cần này nhé, 750k 750. Mã số 14 thì em gửi đến anh đó là một cây Yamaha Blend, hàng nội địa Nhật, chiều dài 2m7, cứng MH, lưu mồi lên tới 60g nha. Phôi này, phôi sáng bóng cho mình luôn nha, phôi carbon xoắn hai da, cây này lua săn hàng nha mấy anh, lua nhái thật nha. Dàn khoen tất cả đều là khoen Fuji, loại xứ xích chân gòn. Ngọn 2 ly 3 và trọng lượng của cây cần này là 193g nha mấy anh, phôi đẹp ken cho mình luôn nha, đẹp từ gốc cho tới ngọn luôn ạ. À, cây này cầm trên tay cảm giác như là rất là chắc tay nha, đấy, đấy. Màu phôi đẹp sáng bóng cho mình luôn, cây này có khách đã lên con kẽm 7,5kg rồi nha mấy anh. Đây, nó có in chữ Yamaha dưới đít cần cho mình luôn nha, và màu phôi đẹp sáng bóng luôn nè. Đấy, bass C14 cộng luôn. Cây cần mã số 13 em bán với giá là 1.450k cho cây cần này nhé, 1.450k, một cây cần lua săn hàng nha, mã số 14 ạ. Mã số 14 nha mấy anh, mã 14. Mã 15 thì em gửi đến anh đó là một cái cây cần đây. Cây cần này là cây cần
cắm gốc nha, vừa vít vừa lua được ạ. Màu phôi đẹp lắm nha mấy anh, phôi xanh nọng chuối dạ quang. Chiều dài 2m1, tính theo độ lua là cứng mờ. Vít mồi từ 60 cho tới 120g, vít cá mát báo quơ mua 1 ký cho mình luôn ha. Giang khoen đây, khoen bách hãng nha, và khoen rất là đẹp luôn. Cây này nó có trọng lượng là 148g và ngọn 2 ly nha mấy anh, ngọn 2 ly. Ngọn 2 ly cho mình ạ. Và cây này thì nó có cái phôi là phôi carbon xoắn chìm dưới màu nước sơn nha. Chìm dưới màu nước sơn, vừa dít vừa lua đẹp được luôn à. Cây này đẹp lắm nha mấy anh, phôi đẹp keng, cái gốc là 50cm và cái ngọn là 1m6, tổng thể cây cân này là 2m1 nha. Cây cân mạch số 15 mà em bán với giá là 450k cho cây cần này nhá. Mã số 15 450k, mã 15 ạ. Mã 16 thì em gửi đến anh đó là một cây cần trophy, chiều dài là 1,8 nha. Cây này câu ngâm lăng xê nha, câu cá tra xong đều được ạ. Tải mồi từ 70 cho tới 100g, tải cá này, vô tư cho mình ha. Đấy, ngọn 3 ly 4, trọng lượng 199g, giang khoen tất cả đều là khoen loại sứ phát quang cho mình nha, khoen bách hãng ạ, màu phôi đẹp sáng bóng cho mình luôn nè. Tay cầm dạng cán mút và có bát nè, bát bát vặn nha mấy anh, tay cầm cán mút. Cây cần mặt số 16, một cây cần trophy, chiều dài 1m8 mà em bán với giá là 160k cho cây cần này nhé, 160k. Mã số 17 thì em gửi đến anh đó là một cây cần ra rền nha, màu xanh nọng chuối dạ quang. Đấy, chiều dài là 2m1, cứng tầm khoảng 60 cho tới 100 nha. Phôi đẹp cho mình luôn. Đấy, giàn khoen là thiết kế giàn khoen nồng súng chịu lực tốt, ngọn 4 ly, trọng lượng 205g cho cây cần này nha. Anh nào mà thích câu ngọn to đó nha, là cây này khá ok, cây này đánh săn hàng này, câu cá tra sông hay câu ngâm lăng xê đều được nha. Bách hãng bách vặn cho mình luôn, tay cầm có một cái khoen cuộn dây bảo hộ đẹp keng này. Màu phôi đẹp sáng bóng cho mình luôn ạ. Cây cần mã số 17 em bán với giá là 250k cho cây cần này nhé. Mã số 17 250k, mã 17 ạ. Mã 18 thì em gửi đến anh đó là một cây Winder Raren, chiều dài là 2m1 nha. Cây này nó có cái phôi carbon xoắn toàn thân đẹp keng cho mình, ngọn 3 ly 6 và trọng lượng của cây cần này là 196g nha mấy anh. 196g và màu phôi đẹp sáng bóng. Cây này phôi rất là dày dặn nha mấy anh. Đấy. Màu này khách cũng chuộng nhiều luôn nè. Màu đen ha, phôi carbon xoắn cho mình luôn, có một cái khoen cuộn dây bảo hộ luôn ạ. Cây cần mã số 18 mà em bán với giá là 350k cho cây cần câu sông này nhá. 350k, mã số 18, mã số 18 ạ, 350k. Mã số 19 thì em gửi đến anh đó là một cây cần săn tra nha. Chiều dài 3m15 luôn. Cây này có cái phôi carbon xoắn hai da dày dặn. Và giàn khoen tất cả đều là khoen Fuji loại xích xích chân gôn, khoen RV nha mấy anh, chịu lực khá là tốt cho mình luôn ạ. Đây Fuji nha. Màu phôi đẹp sáng bóng, cây cần này nó chiều dài 3m15. Tải mồi là mát 1,5 kg và tải tỉnh tầm khoảng là 5-7 kg vô tư rồi đây nha, có hơn thế nữa nha mấy anh. Đây. Ngọn 3 ly 7 và trọng lượng của cây cần này là 560g nha, màu phôi nè, phôi carbon xoắn toàn thân nha mấy anh, xoắn hai da dày dặn cây này. Em bán rất là nhiều nha mấy anh, màu phôi đẹp sáng bóng và bát Fuji. Bát Fuji bát vặn nha, viền vàng gôn luôn. Đấy, cây này đẹp quá luôn. Một cây Avoluton Okinawa Mamika nha mấy anh, đẹp keng à. Đấy, màu phôi sáng bóng cho mình luôn. Khoen là khoen Fuji loại xứ xích chân gôn nha mấy anh, loại xứ xích chân gôn, màu phôi đẹp sáng bóng. Cây cần mặt số 19 là một cây cần săn tra, chiều dài 3m15 nha. Đấy, đánh săn hàng nha mấy anh, đi câu cá mập vẫn được luôn. Em bán với giá là 1.950.000 nha. 1.950.000 cho cây cần này ạ. Dạ rồi, cây cần kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại ghi trên màn hình nha, hoặc Zalo của em số 0344555188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo ạ. Chào các anh.